Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, đoàn công tác của Lực lượng An ninh Nhân dân Công an thành phố Đà Nẵng đã hành trình về một số địa chỉ đỏ như khu di tích lịch sử An ninh khu 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nghĩa trang liệt sĩ Trà My và tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chuyến đi này đã giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ công tác trong lĩnh vực an ninh có thêm niềm tự hào về truyền thống quý báu của lực lượng công an nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công tác. Vượt hàng trăm cây số, đoàn công tác đã đến với khu di tích lịch sử An ninh khu 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây từng là căn cứ để cách mạng của tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang khu 5, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu ủy 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong cuộc chiến ấy, đã có hơn 3.800 chiến sĩ an ninh khu 5 đã anh dũng hy sinh. Sau khi đất nước thống nhất, Bộ Công an đã quyết định đầu tư xây dựng khu di tích An ninh khu 5 để bày tỏ sự tri ân đối với những cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất khu 5 anh hùng này. Tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Qua đây để giáo dục truyền thống cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, từ đó tiếp lửa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chuyến đi này đã giúp mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng an ninh công an thành phố hiểu thêm về những vất vả, chiến đấu hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, những người không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, từ đó thêm biết ơn tự hào đối với những hy sinh của thế hệ đi trước, lấy đây làm động lực học tập, noi gương, tích cực rèn luyện, không ngừng phấn đấu trong công tác. Một hoạt động chính trị hết sức là mang ý nghĩa đối với thế hệ trẻ của chúng tôi, và đặc biệt là chúng tôi được công tác và chiến đấu trong lực lượng an ninh nhân dân, một trong những lực lượng rất là anh hùng, thì nhận thức được sâu sắc cái vị trí và vai trò của mình trong cái bối cảnh hiện tại, trong cái thời đại 4.0 thì thế hệ tuổi trẻ chúng tôi hết mình hết lòng quyết đem cái tâm trong trí sáng hoài bão lớn cùng với các cái lực lượng khác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng nhà nước giao phó. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi, mãi mãi là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng để các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng an ninh noi theo, quyết tâm chiến đấu, lập những chiến công xuất sắc trên mặt trận phòng chống tội phạm, góp phần vì bình yên hạnh phúc nhân dân.